Thân mến chào các em. Tuần trước chúng ta đã ở bài các biến ngẫu nhiên có phân phối mũ và phân phối nhị thức âm. Hôm nay chúng ta học tiếp bài này. Nhưng để trước khi vào bài mới thì có một số sinh viên ở trường đã hỏi thầy cách thao tác trên máy máy tính bỏ túi đó, máy tính 570ms Vinacal như thế nào. Hôm nay trước khi vào bài chính, thầy muốn thao tác một số các công đoạn trên máy tính bỏ túi để cho các em làm mô phỏng. Thí dụ đầu tiên để các em biết thế nào là những cái thao tác lập trình basic trên máy tính bỏ túi. Mời các em nhìn lên màn hình. Đây. Nay chúng ta cho một ví dụ. Bấm máy tìm median của phân phối bắt sông, của phân phối bắt sông nhé, của phân phối bắt sông. Thì cái code của cái chương trình này đó, thầy tóm tắt ở đây. Các em có thể ghi lại trước khi thầy thao tác trên máy tính. Đây, tìm median của phân phối bắc sông có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là ta tìm cái tổng này nè, k đi từ 0 cho đến k bằng mấy, để sao cho cái tổng này sao nào vượt quá 1 phần 2 thì ta lấy k đó chính là median, đúng không? Tức là cái điểm mà trung vị, k là cái điểm nào để sao cho cái hàm phân phối, đây cũng chính là hàm phân phối phải không các em? Đây là tổng của tất cả các giá trị xác suất đi từ k từ 0 cho đến k, nhưng mà đây là phải k bằng y thì đây là y nhá. Thì có thể lộn ở đây, ví dụ ở đây là y thì đây là fi. FI. Nhưng mục đích của ta ở đây là gì? Tìm median, có nghĩa là tìm cái tổng này làm sao cho khi vượt quá 1 phần 2 thì ta sẽ lấy K chính là cái số mà nó vượt qua 1 phần 2. Đấy. Bây giờ trên tinh thần này, bây giờ thầy sẽ viết một cái đoạn code trên máy tính bỏ túi. Có thể mấy em lấy trên máy tính của 570ms ca hiệu Casio cũng được. Nhưng theo thầy thì máy tính bỏ túi hiện nay vừa giá rẻ mà lại vừa có nhiều chức năng tốt hơn. Đó là máy tính Vinacal 570ms. Máy tính này giải được đến bậc 4, trong khi Casio cùng chủng loại như thế mắc hơn mà lại giải được chỉ được bậc 3 thôi, chỉ được bậc 3 trở xuống. Vì thế trong tương lai thầy nghĩ Vinacal sẽ là thống lĩnh, và máy Vinacal 570ms đã được Bộ Giáo dục cho phép mang vào phòng thi, tức là giải được phương trình bậc 4 các em ạ, giải được ma trận bậc 4 trở lên. Đấy. Trong khi Casio chỉ giải được bậc 3 thôi, bậc 3. Bây giờ cái đoạn code của nó là như vậy. Thầy giải thích, thầy nghĩ các em cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ ta tìm cái tổng này, thầy gọi cái tổng này là A đó các em. Tổng này là A. Còn X ở đây đóng vai trò là K. X ở đây đóng vai trò là K. Nhá. Thì mấy em ghi cái đoạn mã này vào nè. Ghi đoạn mã này vào trước khi thầy thao tác để mấy em dễ hiểu hơn. Không mũi tên vào x có nghĩa là shift store vào x, tức là giữ vào x. Tí nữa thầy sẽ thao tác nhé. Không được lưu vào x, không được lưu vào a, và thầy lấy cụ thể cái lambda ở đây, thầy lấy cụ thể luôn lambda bằng 5 chẳng hạn nhé, tham số lambda bằng 5, lưu vào b,
Lưu vào B, ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái dấu mũi tên này là lưu vào B. Sau đó các em viết một đoạn mã như sau: A bằng A cộng với exponent, cái hàm mũ đó các em, exponent của trừ B, tức là trừ lambda này đây là E mũ trừ lambda đấy. Nhân với, ở đây mà các em không để dấu nhân thì máy nó sẽ hiểu lầm đấy nhá. Ở đây các em nên để dấu nhân, bắt buộc phải để dấu nhân. Nhân với B lũy thừa x, B lũy thừa x có nghĩa là cái gì đấy các em? B đóng vai trò lambda nè, vậy là lambda lũy thừa k, x đóng vai trò là k nhá. Thì nó là x đóng vai trò k, còn a là cái tổng này đây, a là cái tổng này nhá. Còn lambda bằng 5, đóng vai trò là mình lưu vào B, lưu vào B. Như vậy đây mình thấy là E mũ trừ lambda, E mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa k, E mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa k. Nhớ x đóng vai trò k, rồi chia cho k giải thừa, chia cho k giải thừa. Rồi, hai chấm. Hai chấm là nó hai câu lệnh cách nhau bằng một cái keyword là hai chấm nhá, hai chấm. Sau đó x bằng x cộng 1 nhá, x bằng x cộng 1. Các em ghi lại, em ghi lại. Rồi, như vậy ghi lại cái đoạn này thì các em sẽ thấy là về sau các em sẽ tự bấm được những cái dạng tổng nha, bấm được những cái dạng tổng. Bây giờ thầy mô phỏng cái đoạn này nhá. Thì mình đã biết nè, thì như mình đã biết là bót sông á, bót sông thì kỳ vọng của nó là bằng lambda, phương xa cũng bằng lambda đúng không? Mà median thì chưa biết, median mình chưa biết là bằng bao nhiêu, median mình chưa biết bằng bao nhiêu. Bây giờ mình bắt đầu mình làm nhá, thầy làm bắt đầu thao tác nha. Đây, thầy đẩy cái máy Vinacal này lên, bắt đầu thầy tao thao tác cái dạng lệnh như vậy đây nhá. Như vậy không lưu vào x, không lưu vào x, không lưu vào a, và 5 lưu vào b. Thầy đánh nè, không lưu vào x thì là bấm nhá, thì display cái màn hình này nó hơi to một tí để các em thấy nè. Đó, cái màn hình này bắt đầu nè, thầy thao tác nhá. Không lưu vào x thì bấm số 0 nè, lưu vào là ship store. Ship store gì? Ship store x. Đó, các em thấy không? Không lưu vào x nhá. Không lưu vào a, ship không, ship store vào a. A đây các em. Đấy. Và 5 lưu vào B. 5 ship store. Lưu vào B đây, ô B đây các em, ô nhớ B đây. Đấy. Như vậy là ba cái thao tác đầu tiên là để ta lưu lưu dữ liệu. Không vào x, x nhớ là đây chính là k đó các em nhá. Còn không lưu vào a, a chính là cái tổng á, cái tổng cộng dồn của ta. Còn lambda chính là b, lambda chính là b. Rồi, bây giờ thầy tiếp tục một cái giải lệnh như vậy nhá. A bằng a cộng đây, alpha. A là nó là một cái biến ở trong máy tính em ạ. Mà muốn bấm thì ta phải alpha nó lên, alpha đây. Đấy. Rồi cái dấu bằng này cũng là alpha luôn các em, không được dấu, không được bấm dấu bằng này. Dấu bằng này là của enter, giống nó tương đương với enter ở trong máy tính nhá. Ở đây dấu bằng này là dấu bằng của biểu thức, dấu bằng của biểu thức. Alpha dấu bằng đây các em, bằng, thấy chưa? Rồi, alpha a tiếp tục nhá, alpha a cộng cộng e mũ trừ b. E là cái hàm của nó đây, hàm exponent đấy em, hàm exponent đúng không? Ship nó lên, nó ở trên thì ta phải ship nó lên. E mở ngoặc ra, biến của nó là dấu trừ trừ e trừ k, k là b, bây giờ là alpha b, alpha b đóng ngoặc vô phải không các em, đóng ngoặc vào đó là cái e mũ trừ lambda nhá. Nhân nhân ở đây phải bấm giống nhân các em,
thầy sẽ giải thích tại sao là ở đây phải có dấu nhân. Nhân với b mũ x, alpha b, alpha b, xin lỗi, alpha b, alpha b đây, nhá, mũ x ở đây đây, rồi mũ x, alpha x, alpha x đấy nhá, các em thấy giống này nhá. Ở đây tại sao nếu chúng ta không dùng dấu nhân, nếu chúng ta không dùng dấu nhân thì đây nó nghĩ là e của tất cả cái biến là cái này, e của trừ b nhân với b mũ x, và chính vì thế nó sẽ làm to cái hàm, nó làm nhỏ cái hàm này đáng kể, và như vậy là sai đúng không? Rồi tiếp tục nhá. Cho nên ở đây á, về nguyên tắc thì để tổng quát nhất thì mấy em nên để dấu nhân để cho nó khỏi có những cái hiểu lầm, hiểu lầm, mình hiểu lầm thì máy nó cũng hiểu lầm đấy, mình hiểu lầm như thế nào thì máy nó cũng hiểu lầm như vậy. Cho nên là thôi thì ta làm cho nó rạch ròi ra, tức là phải có dấu nhân nhá, và sau đó ta chia cho x giai thừa, chia đây, chia đây các em, chia cho x giai thừa alpha x nhá. Giai thừa là ở đâu các em? Giai thừa ở đây này, x giai thừa đây nè, đây thì di chuột đây nè nhá. Các em nào có máy thì dở ra làm luôn nhá. Đây alpha x, như vậy là nó phải ship nó lên, ship lên đó, nó có chấm thang đó các em. Rồi cái này là hai chấm, hai chấm là cũng là nằm trong alpha các em ạ. Hai chấm alpha đây, hai chấm đây, bấm vào đây là hai chấm nhá. Ở x bằng x cộng 1, alpha x bằng, nhớ nha các em, dấu bằng là dấu bằng này nhá, chứ không được lấy dấu bằng enter. Dấu bằng enter này là dấu bằng access, tức là cho dữ liệu vào, là giống tương đương với máy tính các em biết là ngang với enter đây. Rồi alpha x cộng 1 nhá, cộng 1 đây. Rồi bắt đầu nhá, bây giờ mình theo dõi nè. Bây giờ mình theo dõi khi nào mà cái tổng A mà nó lớn hơn một nửa, tức là lớn hơn 0,5 thì ta dừng và ta lấy K chính là cái median của nó nhá. Bắt đầu ở đây thì bấm dấu bằng thôi. Giờ chỉ có bấm dấu bằng và ta quan sát nhá. Dấu bằng đầu tiên. Đó. Dấu bằng đầu tiên thì x nó sẽ bằng x 0 cộng 1, như vậy K nó bằng 1 thì cái đầu tiên ở của ta đây chính là cái xác suất đầu tiên với K bằng 0. Và ta tiếp tục nhá. Đó, nhảy lên K bằng 1. Tiếp tục là cái A của ta lúc này nó cộng từ 0 cho đến 1 vào. K bằng 0 cho đến 1. Ta tiếp tục nhá. Thầy tiếp tục nhá. K bằng 2. Tiếp tục. À, nó ra 0.12. Vẫn chưa lớn hơn 0,5. Ta tiếp tục nào. K bằng 3 nhá. Thì là 0.26. 0.26. Tiếp tục nào. Chưa qua 0,5. Rồi. K bằng 4 xem sao nhá. Ồ, cũng chưa qua. A của ta lúc này nó cộng từ 0 cho đến 4 và cũng chưa qua được. Chưa qua, nó vẫn là 0.44. Chắc là cái này sẽ qua. Cộng một cái nữa nha, như vậy là K sẽ bằng 5. À, như vậy K bằng 5 là nó vượt qua 0,5 rồi. Như vậy chính median của nó chính là K bằng 5, đúng không? K bằng 5 chính là K bằng 5 đấy. Như vậy là thì hy vọng là tất cả mấy cái dạng tính tổng như vậy thì mấy em cũng mô phỏng một cái tính toán rất đơn giản bằng cái code mà thầy đã ghi nhá. Như vậy thì median của cái bát sông này là cũng bằng 5 các em. Median cũng bằng 5 nè. Như vậy median thực sự của bát sông trong giáo khoa thì chưa chứng minh, nhưng median của Boston thì chính là bằng lambda, và nó chính là bằng kỳ vọng, và nó cũng chính là bằng variance của nó, có nghĩa là bằng phương sai luôn. À.
Như vậy là có thể lý thuyết thì ta chứng minh khó, nhưng mà về mặt tính toán thì ta đã có công cụ để ta thí nghiệm tất cả những cái điều mà ta sẽ học, mà ta đã học nha. Đó, thì các em thấy là cái đoạn mã này thầy nghĩ nó cũng đơn giản, phải không? Đoạn mã này cũng đơn giản, là nó biểu hiện của cái tổng này thôi, chẳng có gì cả. Cho lúc đầu là k bằng 0, rồi mình cứ k mình tăng lên dần lên, k tăng dần lên đây nè nhá. Còn a lúc đầu là bằng 0, tổng này bằng 0, và ta cứ cộng dồn a bằng a cộng cái gì đó, có nghĩa là cộng dồn a lại đấy. Và lambda mình cho vào b, thì cả cái expression này đó, cái biểu thức này đó, thì nó diễn tả cho cái xanh ở trên, cái biểu thức xanh ở trên, đúng không? E mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa k chia cho k giải thừa. Đấy. Thì thầy nghĩ là tất cả những cái công cụ này về Excel cũng như là về máy tính vào túi, thì thầy nghĩ mấy em cũng phải rành, phải cố rành. Vì hiện nay toán học nó thay đổi khá nhiều và phát triển khá nhiều nhờ những công cụ hỗ trợ tính toán rất là mạnh. Mà hai cái công cụ mà phổ thông nhất á, population nhất á, hiện nay là cái phần mềm Excel. Thì chưa nói những cái phần mềm chuyên dụng của toán, nhưng Excel học về thống kê là nó sẽ giúp ta rất nhiều trong những cái thí nghiệm lại những cái định lý, những cái hệ quả mà trong sách giáo khoa mấy em đọc trước đây ở thế hệ trước của thầy chẳng hạn, học mấy cái định lý thì chỉ chứng minh đẹp thôi, chứ còn để làm ra được cái thế nào là hiểu được cái định lý, có những cái thí dụ, mà nhất là bên thống kê thì nó cần những cái thí dụ mẫu bằng số, nó rất là phức tạp. Thì hiện nay ta có cái công cụ mạnh đó là Excel. Excel để các em nghiên cứu ở nhà. Còn cái công cụ mà mấy em mang vào phòng thi, được phép mang vào phòng thi, đó là những cái máy tính bỏ túi. Hiện nay thì laptop mà nhà trường chưa cho phép mấy em mang vào phòng thi, mỗi người một cái laptop. Thì nghĩ trong thời đại mới như hiện nay, thì trong tương lai gần gần nữa, đúng không? Thì nghĩ là thi cử rồi cũng sẽ phải cách tự nhiên nhất, tức là làm sao cái đề bài, làm sao làm để mà sinh viên có quyền tham khảo bất kỳ tài liệu nào, và có thể làm cả phần laptop, mang cả laptop để làm bài thi. Nhưng chắc cái đó còn tương lai chưa biết được, phải không các em? Rồi bây giờ chúng ta quay về bài một tí nhé. Thì như vậy là cái công cụ về máy tính bỏ túi chúng ta đã thấy là cũng rất là mạnh đấy, đúng không? Và nó đã tìm được những cái điều mà trước đây thế hệ của thầy mà tìm median của mấy cái này ngại lắm, tại vì tính không có công cụ nào tính, biết phương pháp luận nhưng để tính toán thì rất là phức tạp. Đấy, thì hôm nay là ta đang có những cái công cụ tính toán như vậy, thầy mong là mấy em cũng phải có, tại vì học dạng ra trường dạng kỹ sư phải biết thực hành, phải biết tính toán là những cái số cụ thể, chứ không có nói lý thuyết suông nhá. Và để minh họa thêm cái này bằng công cụ, cái phần này nè, bằng công cụ Excel mà thầy đã có lần thầy minh họa, hôm nay thầy minh họa thêm một một tí xíu nữa trước khi thầy qua bài mới nhá. Thì để các em thấy là tất cả những cái định lý mà mình sẽ học, mình sẽ minh họa bằng Excel hay là bằng cái máy tính bỏ túi, rất là đơn giản các em ạ. Đây, nhìn các em, mời các em nhìn lên màn hình nào. Đây. Bây giờ thầy cho
Hồi nãy lambda đây nè, lambda của thầy thì cho bằng 5 nè nhá. Còn cái này là k thì cho là từ không đi xuống đến 49 nhá. Bây giờ hôm nay mình sẽ thí nghiệm lại cái Boson nè. Boson ta thấy là e mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa k chia cho k dây thừa. Và k đi từ đâu các em? K đi từ không cho đến đâu nào? Cho đến vô cùng. Nhớ là cho đến vô cùng. Ở đây là cái tập k của nó là vô hạn, từ không cho đến vô cùng nhé. Nhưng mà ta xem nào, ta xem k bằng 5 nhé. Đây là từ không. Và đây thầy, thầy đánh cái công thức đây, đánh cái công thức e mũ trừ lambda. Lambda ở đây là số b này là b1 đó các em, nhân với e mũ trừ lambda nhân với lambda lũy thừa k. Lũy thừa k ở đây là c1 đây nè, nhớ không? Chia cho fact. Trong Excel thì nó hiểu đây là cái hàm fact các em ạ. Factorial hàm fact của c1, tức là hàm dây thừa đó, hàm dây thừa đấy nhá. Và như vậy sau khi ta làm xong rồi, ta kéo nó xuống đến 49 này đó. Vậy là tất cả những cái giá trị đây là giá trị điểm, từng điểm một, k bằng không ta có cái này. Bây giờ thầy tính ở bên này là thì dùng cái hàm của Excel luôn các em, thầy dùng cái hàm của Excel luôn và thầy cộng dồn lại thì cái hàm này chính là hàm Watson nè. C1 chính là cái k đấy các em. Bắt đầu mình làm cho k bằng không đúng không, và cái này là gì, cái b này chính là lambda đó các em. B1 này nè, giá trị tuyệt đối của nó là bằng lambda đúng không. Ở đây thầy nghĩ là Excel mấy em biết những ký hiệu này rồi, đó là địa chỉ tuyệt đối của cái ô nhớ lambda nhá, là bằng 5 đấy. Và số 1 này là cumulative nhá. Đây mình bấm vào đây mình thấy nè, cumulative tức là cái phần cộng dồn, nếu là 1 thì là cộng dồn nhá, nếu là 1 thì là cộng dồn đấy. Và như vậy ở đây thầy cộng dồn lại nè, và thầy kéo xuống đó. Thì các em thấy nè, lúc đầu là cái hai này bằng nhau rồi, cộng dồn anh này với k bằng 1 thì ra là 0.4, như nãy mình làm máy tính nhỏ đó, tính bỏ túi nó hiện ra mấy cái số này nè, đúng không đấy. Và ta thấy như vậy là với k bằng 5 đây nè, với k bằng 5 nè, thì giá trị cộng dồn này nó bằng 0.6 mấy mấy. Như vậy là đây chính là median của Boson với làm ứng với lambda bằng 5 đó nhá. Còn hôm nay ta kiểm tra thêm cái phần kỳ vọng của nó. Kỳ vọng thì các em biết là gì, giá trị nhân với xác suất. Giá trị là gì các em? Giá trị là C0, ta làm cho ô đầu rồi ta kéo xuống cũng tương tự như vậy. Giá trị là 0 nhân với xác suất là cái này, xác suất là cột D đó, thì thầy bấm đây nè. Đó, giá trị nhân xác suất tức là C1 nhân với D1 đó. Sau đó chúng ta cũng kéo cái này xuống đó, thầy đã kéo trước sẵn rồi. Thì các em thấy nè, thực ra mà nói e mũ trừ, mấy này toàn là e mũ trừ, tức là nó nhỏ lắm các em ạ, nhỏ lắm, thì ta chỉ cần cộng đến 49 thôi. Ở đây chính là cái gì, cái kỳ vọng, expectation của nó đó, tức là tổng của k bằng 0 cho đến 49 là đã bằng kỳ vọng, mà kỳ vọng chính là bằng gì, lambda là bằng số 5 đây nè, phải không? Đây thầy bấm đây chính là sum đó, phải không? Tổng. Tương tự như bên này thầy kéo qua bên này thầy làm cái gì đây các em? Đây giá trị nè, trừ cho lambda, tại vì mình biết lambda nó chính là kỳ vọng, và như thế thì là giá trị trừ cho kỳ vọng rồi nhân với tất cả
bình phương, ta bình phương, sau đó ta nhân với, ta nhân với gì, ta nhân với xác suất. Xác suất chính là cái cột D này đây các em. Đó. Và như vậy thầy làm cho cột đầu thầy cũng kéo xuống đến cột thứ 40, hàng thứ 49, thầy làm cho cái hàng đầu kéo xuống đến hàng thứ 49. Và ta thấy như vậy là ta kéo qua cái này, nếu ta kéo qua thì ta cũng thấy là variance của nó bằng 5. Đây chính là phương sai, phương sai của bắt sông bằng 5 đấy. Và median của nó cũng bằng 5. Bây giờ các em về nhà các em thử nhé, em về nhà các em thử. Đây thầy cho ví dụ thầy thay đổi cái này bằng 8 thì chẳng hạn nhá, bằng 8 nè, thầy enter nè, thì thầy thấy nè, 8 nè, 8 nè, và cái ô này nè, em thấy như thế nào? Bước qua 8 thì nó nhảy qua, tức là nó vượt qua 0.5, và như vậy là median của nó bằng 8 đấy. Cho nên làm Excel mấy em sẽ thử được nhiều thứ, mấy em coi như là những cái biến, và các em cho biến vào thì các em sẽ thay đổi những cái kết quả, và các em nhận định từ những cái kết quả các em sẽ quay về lại những cái định lý và những cái hệ quả ở trong sách giáo khoa, và các em chiêm nghiệm lại thì các em sẽ thấy là rất là đẹp, rất là hay, đúng không? Và ta đã dùng được một cái gì đó để mà ta thí nghiệm được những cái định lý. Định lý thì có thể trong lý thuyết chứng minh đẹp nhưng mà không sờ được, không mó được. Giờ ta phải sờ được, ta mó được cái định lý bằng cách là ta dùng dùng cái Excel để ta mô phỏng lại cái định lý đó. À thì ra là ta thấy được kết quả, ta hoàn toàn bằng số, bằng visual đàng hoàng thấy được những cái kết quả thực tế là như vậy, và nó làm tăng cái sức mạnh và tăng cái sự tin tưởng và cái sức mạnh của toán học, nó là như vậy nhé. Thì hồi nãy thầy đã như vậy là đã dùng hai công cụ, một cái công cụ là máy tính vào túi và cái công cụ là Excel để mô phỏng cái bot sông, tìm được cái median của nó, tìm được expectation kỳ vọng, tìm được cái variance là cái phương sai. Và thầy nghĩ là các em có thể dùng mấy cái này tìm lại tất cả những cái trước đây thầy đã chỉ trên màn hình đó, tức là các phân phối về vị thức nè, binomial, phân phối về siêu bội, phân phối siêu bội đúng không, phân phối hypergeometry, và phân phối gì nữa các em, và phân phối Bernoulli. Bernoulli nó cũng là một trường hợp riêng của nhị thức thôi, phải không? Và sau này tiến tới ta học những cái phân phối nào đó thì thầy nghĩ mấy em sẽ dùng mấy cái phần mềm này để mấy em thử nghiệm lại, chiêm nghiệm lại những cái định lý mấy em đã học nha. Rồi bây giờ ta trở về với cái bài bài của ta, bài bài hôm nay nhé. Bài hôm nay là về phân phối mũ các em ạ. Hôm nay là về phân phối mũ. Phân phối mũ thì trước đây thầy cũng đã định nghĩa sơ sơ, hôm nay thầy nói kỹ lại mà thầy cho ví dụ để mấy em hiểu rõ hơn. Phân phối mũ thì được ký hiệu là x bằng exponent năng, tức là đây là exponent năng lambda với lambda dương các em nhé. Và ký hiệu hay được ký hiệu như vậy, ký hiệu nhưng mà mình nhớ ký hiệu này là chính đi, e exponent năng lambda. Rồi biến ngẫu nhiên x gọi là phân phối mũ nếu có hàm mật độ là như vậy. Hàm mật độ như vậy thì các em thấy là với x nhỏ hơn không thì bằng không, và x lớn bằng không. Nếu x bằng không thì nó bằng mấy các em? X bằng không thì cái này bằng bằng mấy? Bằng một, đúng không? Và nó chính là bằng lambda đó. Và đồ thị ta xem, trước thầy cũng đã giới thiệu qua, hôm nay thì nói lại nhá. Đồ thị với lambda tăng dần lên thì cái hàm này nó cứ bút lên, hàm này nó cứ càng ngày nó càng tiến gần vào với cái trục tung độ, trục tung nhá. Đó các em thấy, nhưng mà miễn làm sao để cái diện tích này nó bằng một. Đó, ví dụ đây là lambda bằng 1 thì nó cắt tại cái trục tung bằng 1.
lambda bằng 2 nó cắt tại trục tung bằng 2 như nãy thầy nói đó. X bằng 0 thì nó cắt tại là Fx bằng lambda mà. D bằng 2, D bằng 4 là cắt tại cái tung độ là 4 đấy, đúng không? Nhưng mà nó vẫn đảm bảo làm sao? Là cái diện tích, tất cả diện tích này bằng 1, tại vì đó là hàm mật độ mà hàm mật độ như là như thầy đã nói, nó giống như là bên rời rạc là gì, cộng tất tần tật lại bằng 1, thì mới liên tục thì cộng tất tần tật. Cái nghĩa của thầy nói rất bình dân như vậy, nhưng mà cộng tất tần tật có nghĩa là lấy tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng cũng bằng 1. Trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng, nhưng mà ở đây là nhỏ hơn không, nó bằng không, cho nên cuối cùng là ta lấy từ không cho đến cộng vô cùng bằng 1, lấy tích phân. Các em về thử mấy cái này, đây gọi là hàm mật độ, thì mấy em phải thử là lấy tích phân từ không cho đến cộng vô cùng thì này phải bằng 1. Thì nghĩ mấy cái tích phân này rất đơn giản mà thầy trong giáo khoa cũng đã nói nhé. Và mấy em có thể thử lại mà không cần trong sách giáo khoa, mấy em nhìn không cần, tại mấy này quá đơn giản, mấy cái thao tác về hàm đơn giản nhé. Rồi như vậy là ta đã biết cái dáng điệu của hàm mật độ nhé. Dáng điệu của hàm mật độ là cái nó ép dần vào cái trục tung khi lambda tăng dần. Phân phối mũ có áp dụng nhiều trong lý thuyết độ tin cậy. Thì cái này khi đụng nào thì thầy sẽ nói nhé. Bây giờ nè, ta so sánh giữa phân phối mũ và phân phối Poisson. Phân phối Poisson thì cũng đụng đến thời gian. Phân phối này cũng cứ e mũ thì thường đụng đến thời gian nhiều. Đây, ta phân biệt nè. Nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian cho trước, số lần xuất hiện trong khoảng thời gian đó thì đó là phân phối Poisson. Nhưng thời gian mà giữa hai lần, thời gian giữa hai lần xuất hiện thì lại là phân phối hàm mũ. Đây thì thời gian giữa hai lần xuất hiện giữa biến cố đó là phân phối mũ. Chẳng hạn thời gian làm việc liên tục của một thiết bị giữa hai lần sửa chữa, thời gian chờ của một khách hàng để được phục vụ, ví dụ như vậy, đều là có phân phối mũ cả nhé. Và ta có định lý như vậy: nếu x thuộc vào phân phối mũ exponent của lambda nhé, thì hàm mật độ các em đã biết rồi, hàm mật độ ở đây rồi, hàm mật độ như nãy, nhưng hàm phân phối của nó là có cái hàm như vậy: fx lớn bằng 1 trừ e mũ trừ lambda x. Thì cái này các em lấy tích phân này lên thôi, phải không? Chúng ta chỉ cần lấy tích phân, tại vì fx lớn là gì các em nào? Lấy tích phân từ trừ vô cùng cho đến x của ft dt, tức là ta lấy tích phân đi từ 0 cho đến x của lambda e mũ trừ lambda t dt. Và như vậy đây là hàm lấy tích phân của hàm e mũ, rất đơn giản, các em sẽ tìm ra được là cái f lớn x này nè, tức là hàm phân phối có cái dạng như vậy. Thì nghĩ mấy cái này quá đơn giản, thì không có trình bày ở đây, các em sẽ tự hiểu phải không? Và thêm những điều khẳng định sau đây: kỳ vọng của cái hàm mũ, kỳ vọng của cái phân phối mũ là bằng 1 chia lambda, nó khác với Poisson. Poisson là lambda nhá. Rồi, và va của x thì bằng 1 chia cho lambda bình, khác với Poisson. Poisson là nó bằng ở bên này lambda, bên này cũng bằng lambda, mà mũ thì nó giảm đi là 1 chia lambda, và cái này là 1 chia lambda bình. Còn cái e x bình này đó là cái kết quả trung gian thôi, kết quả trung gian. Em chỉ nhớ cái kỳ vọng và cái phương sai của nó đây nhá. Còn cái điểm phân vị đó, điểm phân vị xp nó bằng cái biểu thức này các em. Xp là gì? Xp là chính là cái điểm phân vị mà diện tích từ trừ vô cùng bên trái đó cho đến cái điểm xp, thì cái diện tích đó phải bằng p. Đây đây thì vẽ hình đây này, tức là cái diện tích ở bên trái của xp phải bằng p, và đó gọi là điểm phân vị. Nhắc lại đây, điểm phân vị thầy đó định nghĩa trước đây rồi đúng không? Và điểm phân vị xp với xác suất p thì
cái hoành độ nó cho ta là trừ 1 chia lambda log của 1 trừ b nhé. Với p ở đây thì là một cái diện tích cho trước nào đó nhé. Ở đây có dấu trừ, ở đây có dấu trừ ở đây à. Đấy, và thêm một cái kết quả nữa là nếu x mà thuộc e lambda lambda bất kỳ nhé, thì ta đổi biến y bằng lambda x, thì cái biến y này này sẽ thuộc vào exponential của lambda bằng 1 à, như vậy nó đơn giản. Với lambda bằng 1 thì dáng điệu ta đã biết biết đúng không, với lambda bằng 1 ta đã biết rồi đấy, tức là à, chỉ cần đổi biến x đang thuộc vào lambda bất kỳ thì lambda x sẽ thuộc vào e lambda 1, lambda bằng 1, lambda bằng 1 nhé. Bây giờ ta có một ví dụ để làm sáng tỏ cái hàm mũ này. Hàm mũ này thực ra thì trong chương trình khối kỹ thuật mới học, còn khối kinh tế thì không học phần này. Nhưng mà trong như thầy đã nói, thầy dạy trên cái phạm vi của vừa business vừa bên technics bên technology, cho nên là có cái nào là mình hội nhưng mà cái nào mà tất cả cùng học thì tốt, còn bên này học bên kia không học thì thầy sẽ chọn cái bên phải học nhá. Thì đây là thí dụ này là như thầy nói là cái phần này thì bên business không có học phần này, nhưng mà thầy vẫn dạy vì bên technology bên technique á, nên các em học về khối kỹ thuật thì lại có học à. Vâng, như vậy thì thầy phát biểu cái bài toán này chút xíu hết giờ đó, thì mấy em sẽ về nhà mấy em suy nghĩ để hôm sau thầy sẽ giải nhé. Cái tuổi thọ x tính bằng giờ một thiết bị có phân phối là mũ như vậy rồi, phân mũ mũ này ta đã biết rồi đó, cụ thể với lambda là bằng số này, em ghi lại hả. Đấy, cụ thể lambda là nó nhỏ này, lambda nhỏ này, hãy tính và nói ý nghĩa của năm cái này, của sáu cái này, sáu cái này a b c d e f, trước tiên là lấy xác suất, tính xác suất x lớn hơn trăm, rồi tính xác suất để x nhỏ hơn 880 lớn hơn 720, tính kỳ vọng, lại tính xác suất tiếp tục, xác suất của x nhỏ hơn 1200 và tính xác suất để x lớn hơn k chia lambda với k dương, và tìm điểm phân vị x bằng 0.75 của x nhá. Thì nhắc lại đây, lambda của nó là cái này nhá. Các em ghi lại cái đề rồi thì sau thầy sẽ giải thích cái thí dụ này nhé. Đã, mấy em ghi lại đề. Và như vậy thì hôm nay thầy cũng đã giới thiệu các em những cái công cụ tính toán và chuyển sang đến cái hàm có phân phối là mũ. Thì mấy em về nhà xem lại và tự giải để hôm sau thầy giúp các em xem lại kết quả xem có đúng không. Và như vậy thì hôm nay thầy thân ái chào các em và cảm ơn.